các bạn thân mến, thì ngày hôm trước mấy anh mình đã vô phần ấp khẩu, hôm nay thì anh mình sẽ vô cái bọc ống tiếp bọc láp đó. Thì sáng giờ anh mình đục cái lỗ ra rồi, giờ là đang rà cái ống tiếp vô đó. Trái bọc lẫn bọc lắp lấy cái ống đó ra, mượn ống đó là ra. Đóng sâu sâu quá hả bác? Rồi. Rồi rút cái nòng nhã ra. Bắt xong rửa ngay cái lỗ bù lon mà đóng rồi lắc cho nó tan cọp rồi. Tự. Đó, cháu là ống mình rà trước. Mượn rà trước lắc đúng ống thiệt vô. Cái phần này là ống tiếp này đút vô đây. Thôi cái lỗ bọc anh mình đục xong rồi. Đằng sau dở lên luôn mới được. Dở lên. Dở lên. Ê, còn dàn nữa. Không có. Lên, nhảy 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 lên. Tới cái mặt anh vừa mới bắt cái mặt vuông xong đó. Chưa để em đục cái đào cho nó biết với cái mặt biết băng máy à. Này cái ông tiếp nối cần vô chứ cho nhẹ. Cái đầu máy bạn thấy không? Nhằm vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phân đà. Ra đó, rút tiếp ra rồi đó. Dứt. Cũng như tim nè. Cái trên đây là cái ống tiếp lái giữ lại xài, không có tháo ra. Căng cái tim ống tiếp lái xuống luôn nè.
chấm phá đầu lại luôn. Ba góc luôn là hết nhúng nhích được. Rồi. Đâu anh? À cháy. Cho cái gì múc đây? Nè mấy chú mình khiêng cái tấm này thay cái trong lái nè, cái tấm đắng lái ở ngoài sau lái á, thay luôn, thay cái giữa tay mới luôn, cái này đã kéo lên. Wow, tấm này cái mặt 5 tấc rồi mà. Chú mình đã gỡ cái tấm tán ngoài xa ra rồi ha. Để đẩy cái tấm tán mới vô nè.
không? Một khách nào thua không? Gài lại mình khoan sau. Có làm đò không? Ta lại thải ra anh. Cái ký này quá trời bự rồi. Ôi ôi. Bây giờ cắt xéo đầu trên, xéo đầu dưới. Quá mềm. Có cái bào nào đây chưa? Quá sung sướng. Quá hết. Xếp vào lon vô. Vậy kẹp hai miếng sắt hai bên đó. Rồi, xong nào là bắt từng cái này nè.
sơn dằn lát mình trồng lên luôn, trồng lên khoảng lon bắc. Mẹ cũ là cái bà nó không ạ? Sơn cái mới rồi. Hết sơn, vừa hết phần sơn. Còn dưỡng hả? Cái này nó gần quá à. Rồi tới cái bửng xéo rồi đó. Nghe bù lon hả? Rồi tổ qua đã. Thank you.